Rồi đó, em sợ là sao mẹ không dễ thăm thì em. Rồi con nói sao với em? Con nói là mẹ đi làm, chừng nữa mẹ về. Nhưng mà sao mẹ em lớn, em biết mẹ bỏ ba nên em không hỏi nữa. Nhỏ này với nó học chung lớp đó, yeah. Hai đứa thương nhau, nó ở nhau luôn. Đúng rồi, tôi hồi đó vợ ha, gần 60 tuổi tôi mới từng gặp. Không có mẹ nào mà bỏ con bằng một cách mà như vậy hết trơn. Dạ, Hồng Ca Vlog mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Hồng Ca và Mr. Tâm Nhật đang có mặt tại xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Thì ở đây hôm nay Hồng Ca giới thiệu đến cô chú anh chị một trường hợp hết sức là khó khăn, một hoàn cảnh là ba bà cháu, mẹ thì đi lấy chồng khác, còn cha thì cũng có vợ khác luôn. Thì hôm nay thì Hồng Ca tới đây thì cũng có nhờ một chị là hàng xóm giới thiệu cho mấy anh em tới đây. Dạ em chào chị ạ. Dạ. Chị thứ mấy tên gì hả chị? Dạ em tên Thu. Chị Thu. Dạ, cái hoàn cảnh của cái ba bà cháu làm sao là như thế nào hả chị? Hồi lần làm thành phố á, dạ, dạ chị đau bệnh hoạn chị về đây, dạ, giờ mẹ có chồng nước ngoài à? Ủa sao có con có gia đình rồi mà đi lấy chồng nước ngoài là sao hả chị? Cũng như cái lý do nó éo le thôi, dạ, hoàn cảnh để thôi, chị về đây ở nhà bà má là chứ chị không có nhà có cửa, có nghĩa là ở nhờ đất của cha mẹ của anh dạ. Em ở sau này, sau này á, dạ. Cái câu chuyện như thế nào thì hôm nay cũng cảm ơn chị đã chia sẻ với bà con cô bác ở đây về cái hoàn cảnh của ba bà cháu. Em cảm ơn chị Út nha, cảm ơn chị Thu nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Cái trời ở sao đây hả chị? Dạ, trời ở sao đây. Dạ, rồi em xin phép ạ. Dạ. Có gì em rất xin phép. Dạ, rồi cảm ơn chị. Rồi, ở đây phải bỏ dép đi vô. Chào chú. Dạ, con chào cô ạ. Dạ. Chú chào con. Cho con xin phép gửi mít. Rồi. Dạ con chào cô ạ. Chào chú. Cô nghe mấy anh em khác cũng đã chia sẻ về hoàn cảnh của cô rồi. Dạ. Cũng như Mr. Nhật cũng đã quay về cái trường hợp của gia đình mình. Dạ. Hôm nay con tới đây thì trước mắt là để tìm hiểu thêm và coi có san sẻ cũng như cái trường hợp mình là như thế nào hả cô? Khổ lắm chú ơi. Con sống đây ba bà cháu. Dạ. Mà ở đậu đất của em. Dạ. Với bà già. Mà ở thì cái nhà thì dột nát hết trơn rồi. Dạ. Giờ tôi thì lúc trước thì đi mà mướn nuôi hai đứa cháu ăn đi học. Dạ. Giờ bệnh. Thành ra ở nhà uống thuốc cho bớt bệnh rồi đi làm mướn. Cô bệnh sao cô? Bệnh tùm lum hết trơn, 4 năm thứ bệnh chú. Ừ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Gần 60 rồi. Dạ. Còn con? Dạ con 14. Con 14, con tên gì? Dạ tên Yến. Con tên Yến. Con còn đi học không? Dạ không. Sao nghỉ học rồi? Dạ, tại cả hai nội bị bệnh nên con nghỉ. Ủa, học lớp mấy rồi con nghỉ? Dạ, lớp 7. Lớp 7, năm nay 14, vậy là mới nghỉ học đây hả? Dạ. Rồi thấy bà nội bệnh. Dạ. Rồi làm không ra tiền nuôi mình dạ. Đi học cho nên mình nghỉ. Dạ. Chú biết là con còn một người em nữa đúng không? Dạ, đúng. Em con đi học hả? Dạ, em con đi học ạ. Mà cái trường hợp của mình á, con nghe bà con giới thiệu cũng như mấy anh em khác chia sẻ là con của cô á là đi lấy vợ khác rồi. Dạ. Còn con dâu thì cũng có chồng khác rồi. Dạ. Mà trước đó cái câu chuyện như thế nào cô có thể kể cho cô chú anh chị nghe được không? Tôi thì ở dưới này, dạ. Hai chồng đi làm chảnh á. Dạ. Thì hai chồng nó có cãi giả rồi dì Út nó lợn nói là để rước nhỏ này đi làm. Dạ. Rồi được á là 1-2 tháng sau rước này đi làm luôn. Rước đi làm là rước sao? Đi không phải lao động. Đi lao động ngoài lao động nhiều tiền nhiều hơn. Là đi làm ở nước ngoài hả cô? Dạ. Ủa vậy là có chồng nước ngoài chứ không phải có chồng ở trong nước? Có chồng nước ngoài. Là cái câu chuyện là mới đầu là nói là đi làm thôi. Dạ, nói đi làm. Dạ. Cuối cùng mà nhốt nó dắt đi là không có một điện, cuốc điện nào hết trơn. Bao lâu rồi cô? Năm nay là gần 7 năm rồi đó. Dạ, 7 năm tới bây giờ là mất tích luôn. Mất tích luôn. Không có điện đài. Không điện hỏi con nó làm sao gì hết trơn. Dạ, không hỏi thăm, không có chồng con cũng không quan tâm tới luôn. Không, không có điện, không quan tâm tới gì hết trơn. Là mới đầu là cha mẹ Yến là cũng có lời qua tiếng lại cãi giả nhau thì có buồn vui chút gì đó. Dạ. Nhờ cái gì nó có chồng ngoại á, bởi vì dắt đi dì của Yến, dì ruột hả? Dì ruột của mẹ nó đài tới chiên nhỏ này kêu bằng bà là cái kêu bằng bà dì bà dì. Dạ.
Rồi kêu là đi nước ngoài để làm, dạ. Kiểu như đi xuất khẩu lao động. Dạ. Xong ta rồi... làm được thì bảo lãnh này đi qua mình làm luôn. Dạ. Cuối cùng đi ngoài tìm cô, cái có chồng luôn. Sao mình biết có chồng cô? Nghe người ta nói, người ta ở gần đó, người ta cũng có đi đó. Người là người ta ở bên người ta thấy. Dạ. Dạ. Tính đâu mà mình không có cái thông tin gì mà mình biết có chồng cứ khi nghỉ quan cho chị, tội nghiệp chị. Cái này ở gần đó người ta có đi nữa. Dạ. Thành ra gì người ta nói. Dạ. Nhỏ nhỏ này nhớ mẹ nó dữ lắm. Dạ, có nghĩa là mình biết là đi với bển thời gian đó là dạ. Sau thời này mình mới biết là có chồng hay là mình biết liền cô? À, nó đi bển năm mấy gì đó, năm mấy hai năm nữa có chồng mà. Dạ. Vậy nó không có điện hỏi thăm thôi gì hết trơn á. Là 7 năm trời là không có... Không, có một cuộc điện hỏi con nó hết trơn á. Dạ. Nhỏ này khóc dữ lắm chưa? Dạ. Mình nó biết mẹ nó. Rồi đó sau này là ba ở nhà mới bắt đầu lấy vợ? Dạ, lấy vợ 2 năm nay. Dạ, ủa là... 5 năm sau anh mới lấy vợ chứ. Dạ. Là anh mới có vợ 2 năm nay. Mới gì? Rồi ba mình có tới lui gì không con Yến? Dạ, Tết với năm nhỏ ba mới vợ. Ừ. Con có biết mặt mẹ con không? Dạ không biết. Hồi đó mình đâu có chụp hình gì đâu, nhớ ấy, gì chỉ còn là trong ký ức thôi chứ. Dạ, nhưng mà mẹ có chụp chung với ba. À, là hình hồi đó là kiểu như hình cưới hay sao còn... Hồi đó hai đứa nó không có đám cưới, đi học, thương nhau, không ở nữa chứ. Dạ. Yeah. Người sau người ta đẻ như thế này nè, người làm giấy kết hôn nè, có bạc hay xanh cho nó đi học á. Dạ. Đó. Được cái là ba thì có vợ rồi, mặc dù có vợ nhưng mà ba thì vẫn còn tới lui. Dạ. Yeah. Còn mẹ thì đem vô âm tính. Tiêu luôn, không có... Tiêu luôn, không có mà thăm lơm hay là điện hỏi thăm con cái gì hết trơn. Dạ. Nhỏ này khóc dữ lắm. Nhớ mẹ mà. Mẹ gì? Chứ cũng một phần vì qua gia cảnh khó khăn, một phần vì cái kiểu như là có chồng mà đi ở bên Trung Quốc vậy đó. Dạ. Yeah. À, lúc đó là đi lấy chồng Trung Quốc. Dạ. Yeah. Con ý con nói là một phần vì gia cảnh bà cháu khó khăn cho nên Yến mới nghỉ học. Dạ. Yeah. Một phần là chắc cũng tuổi thân vì cha mẹ mình như vậy. Dạ. Yeah. Đi học ở nơi bà nội quân sao ai cũng có cha mẹ là ngước chứ, còn con không có ai hết trơn. Nó về tâm sự với nội gì? Dạ, là tôi mới nói gán thì con à. Tại số mạng à. Lúc mẹ con đi là con bao nhiêu tuổi? Lúc mẹ con đi hình như con mới lớp 2. Lớp 2 lúc đó biết mặt rồi, biết mới gì? Lớp 2 là biết đọc biết viết rồi. Tới bây giờ vẫn còn nhớ cái hình bóng của người mẹ. Dạ. Đi học cấp thằng nhỏ nhỏ 2 tuổi á. Ừ, mà năm nay thằng nhỏ 9 tuổi à. Em con có biết mặt mẹ không? Dạ không. Tức là hồi đó chỉ mình nên con biết. Dạ. Em thì không biết. Em có khi nào em tâm sự với con là mẹ đâu hay là hỏi mẹ làm sao được không? Dạ có. Em còn hỏi gì sao? Rồi đó em hỏi là sao mẹ không về thăm chị em. Rồi con nói sao với em? Con nói là mẹ đi làm, chừng nữa mẹ về. Nhưng mà sao mẹ em lớn em biết mẹ bỏ ba nên em không hỏi nữa. Ừ. Cái như là lúc nhỏ là mình động viên em mình vậy. Dạ. Sau này em lớn rồi cho nên em tự biết cái điều đó rồi. Dạ. Cho nên em không có hỏi mình nữa. Dạ không. Nhưng lúc đó sao con biết mà con ai dạy con hay sao mà con động viên em như vậy? Dạ tại con sợ em buồn. Tại bản thân mình đã buồn rồi mình biết đúng không? Dạ. Cho nên mình cũng sợ em buồn. Dạ. Có khi nào mà con ngủ hay con nằm mơ gì đó mà con thấy mẹ con về thăm con không? Dạ, con không có nằm mơ thấy mẹ. Con nói chuyện lớn lớn chút kìa. Dạ, nói chuyện lớn chút con. Thấy mẹ con về thăm con à? Dạ. 7 năm rồi cô chú anh chị. Không có một cuộc điện thoại hay là không có một lời nhắn gì. Mình có tới nhà cái người bà gì để mình hỏi thăm giờ có. Không? Nó đi mấy lần luôn, tôi dắt nó một lần. Nửa mấy lần sau đi ên tôi không biết. Là gần đây hay sao cô? Gần. Đi qua cái cầu chỗ chứa chợ đó. Dạ. Cái quẹo luôn, cái khu cư đó là tới à. Tới đó rồi bà gì nói với con sao? Dạ, dì con nói là mẹ đi làm mọi Tết mẹ mới về. Mà bây giờ đã... Nó lớn lớn lên con. Mà bây giờ đã mấy cái Tết rồi. Mẹ con không có về. Rồi con lại đặng thì bà gì cứ hứa gì? Bà gì dạ. Cứ nói là Tết về. Có là... vì con với mẹ con điện thoại con xin số mẹ
con, nhưng mà dì có không thích cho. Con qua thấy hai người nói chuyện điện thoại nhưng mà con xin số thì dì con không có cho dẹp điện thoại ra chỗ khác. Thực sự đã đi lấy chồng khác thì kiểu như là cũng phải gọi điện về, nhưng mà ở đây thì bà dì, cái người mà dòng họ ruột bên mẹ cũng không có cho liên lạc luôn, cũng không cho số điện thoại luôn. Chị ruột của mẹ nó. Dạ. Nó có hai chị em à. Chị nó với mẹ nó. Là không có cho liên lạc, không có cho số luôn. Con có xin số mà bà dì cũng không cho luôn. Dạ không. Xong từ đó dì dẹp điện thoại luôn. Là lúc đó khoảng bao lâu rồi? Dạ mới mấy năm rồi. Thì lúc đó con cũng vẫn còn vẫn mong nhớ mẹ con, muốn mẹ con về hoặc là ít nhất là nói chuyện với con, nhưng mà con lại nhà bà dì xin số điện thoại thì cái người dì đó lại không cho. Dạ. Yeah. Thì sau này con có tới nữa không? Dạ, 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 mấy năm nay con không tới nữa. Tại vì con không có thương hai chị em con, nên con không có qua. Sao con biết dì không thương hai chị em con? Dì thì mỗi lần gặp cũng có hỏi thì không có gì hết á. Kiểu như con tới nhà là không có ngàn gì tới. Dạ. Lạnh nhạt, không có dòm ngó gì tới hết. Cứ dạ, như là lâu lâu mới nói dạo này con lớn dữ. Chỉ hỏi gì thôi. Dạ, chứ con không nói gì hết. Chứ cũng không có hỏi con dạo này khỏe không hay gì hết. Nghĩa là ban đầu là mình chỉ biết là cái người dì này đưa đi qua bển để đi lao động, đi làm thôi. Dạ. Mà hồi lúc mà mẹ nhỏ này chưa có ở với ba nó đó ha. Dạ. Là lúc đó làm giấy hai lần để cho nhỏ này đi nước ngoài. Dạ. Nó nói là con nhỏ này yêu cầu qua nước ngoài làm cái gì mới có tiền gửi gì cho nó được rồi. À. Cho nó không có cho lấy chồng trong này. Dạ. Mà nhỏ này đi hai lần đi không được. Dạ. Rồi ba của nhỏ này với nó học chung lớp đó. Dạ. Rồi hai đứa thương nhau, nó ở nhau luôn. Có nghĩa là gia đình đã có cái ý định đưa đi nước ngoài. Dạ. Từ trước rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì mẹ của bé Yến ở đây là đi không được, thương ba Yến quá. Dạ. Cho nên hai người đến với nhau sau này. Bởi vậy. Chỉ có một cái mâu thuẫn nhỏ nên gia đình. Bởi vậy. Vợ là cái kiểu như bắt về để đưa đi nước ngoài, để nói là đưa đi làm thôi, chứ đợt dạ. Sau cũng có ý định từ trước. Có rồi. Ý định rồi, ta tính toán rồi mình đâu biết. Dạ. Chỉ mong chờ vào gia đình cự lộn rồi có dạ. Công chuyện gì đó thì ly gián rồi bắt đi thôi. Hầu lúc mẹ nó mới đi ha, là nó nghe là nó khóc. Hai bữa nó không học bài luôn. Tới chừng tới thi là nó thua người ta, nó ở lại hết năm đó. Lúc đó mẹ con đi con biết hả? Dạ, mẹ vừa đi con biết rồi. Là đi ở đây đi hay là ở Bình Dương? Ở thành phố. Ở Sài Gòn. Nó khóc dữ lắm, nó nghe nó khóc dữ lắm. Khóc sưng con mắt hết trơn luôn. Lúc đó mình chỉ biết thôi chứ mình cũng đâu có biết lời lẽ nào. Đâu có biết là nó gì. Đâu dạ. Có biết đi ngoài mà có chồng luôn mà nó đi tưởng... mà nó không gửi tiền gì cho con nó đâu. Con chỉ tưởng là mẹ đi làm. Còn nếu hồi để đi ngoài làm mà gửi tiền về cho ba bà cháu sống hàng tháng nữa. Dạ. Cuối cùng không có miệng chua âm tính luôn. Mà tôi không có chú ơi, tôi hồi đó vợ ha gần 60 tuổi tôi mới từng gặp. Không có mẹ nào mà bỏ con bằng một cách mà như vậy hết trơn. Yeah. Chẳng thà bỏ chồng chú, tôi chẳng thà bỏ chồng chứ con tôi không bỏ. Yeah. Cháu tôi cũng không bỏ nữa nè, chứ đừng nói tới con. Yeah. Mà có mệnh nhỏ này tôi không biết nó là cái máu gì luôn nữa. Biết đâu đó chị đang ở nước ngoài nhưng mà đang trong một cái thế kẹt nào đó thì mình cũng chưa có hiểu được. Nhưng mà nếu kẹt á, tại sao gọi về nói chuyện với dì của Yến được nhưng mà yeah. Không nói chuyện với con? Bởi vậy con mình rứt ruột đẻ ra mà đâu phải một đứa mà hai đứa nữa. Hai đứa luôn. Dạ. Chồng thì như cô nói là chồng có thể bỏ được. Dạ. Mặc dù anh không còn, chỉ không còn thương ảnh thì bỏ đi. Còn hai đứa con. Còn hai đứa con của mình, nấm ruột của mình. Dạ. Còn này bỏ luôn, tôi nói chú là ai cũng đều nói chứ. Nói nhỏ này nó tính nhỏ còn hồi thương thú nữa. Dạ. Con thú mà nó còn biết thương con. Còn nhỏ này nó không biết thương con. Rồi mấy năm con đi học rồi bạn bè có nói mình cha mẹ gì không? Dạ có nhiều bạn biết thì có chọc, nhưng mà có nhiều bạn không biết thì không chọc. Tức là những người bạn người ta biết thì người ta chỉ chọc mình thôi chứ người ta không có ý gì xấu đúng không? Con cũng không biết, con chỉ biết mấy bạn chọc con. Ừ.
Bây giờ con nghỉ học rồi, giờ con tính làm cái gì? Làm nghề gì? Tính chừng nữa lớn con đi may. Tính đi học may hả? Dạ. Học may thì cái học đó thì nó cũng không có bao nhiêu tiền cô chú anh chị. Học thì không có bao nhiêu tiền, nhưng mà quan trọng là mình học rồi mình may ở đâu hay là mình mở tiệm may. Tại vì bây giờ chú thấy là người ta đều mua đồ chợ ta mặc không à? Mở gì? Dạ. Giờ hai bà cháu như giờ cô cũng đâu có làm gì được. Dạ. Giờ ở đây thì có bà cháu nương tựa nhau thì nhìn thấy là đã biết rồi. Dạ. Nhưng mà quan trọng là hỏi tiền đâu mà sống hàng ngày. Vậy ba con có gửi tiền về cho mình không? Dạ có. Lâu lâu ba cũng vẫn gửi tiền về. Dạ. Nó cũng khổ lắm chú à. Nói chung là có vợ khác rồi. Dạ. Có gửi được là cũng cũng may mắn lắm à. Dạ. Cũng đỡ hơn mẹ nó. Dạ. 7 năm chờ thiệt tình. Cái thằng nhỏ nhỏ tôi nói chú ha, nó đau ba mà ai chỉ thầy ở đâu, tôi cũng không có tiền, tôi cũng gắng thì mượn để lo cho cháu tôi nó sống. Dạ. Nó giờ nó ấm nhơm mà 9 tuổi cho nó ấm nhơm nhỏ xíu à, bị đau liệu ẹo dữ lắm. Mượn tiền người ta lo bệnh cho nó tới giờ tôi còn chưa trả nữa kìa. Vậy là bây giờ là em con nó đã biết rồi. Dạ. Nó cũng không hỏi nữa. Dạ. Có khi nào hỏi sao ba không rước mình về bển hay là ba về đây ở với mấy chị em với mấy bà cháu không? Dạ tại ba, dạ tại em biết ba đi làm lo cho ba bà cháu. Em cũng biết là ba có vợ khác nhưng mà vẫn lo cho ba bà cháu. Dạ. Cái chuyện duyên nợ thì mình cũng không có trách được cô chú anh chị. Có thể là hết tình hết nghĩa với người chồng, nhưng mà dù gì thì cũng có con, hai đứa con rồi. Nhưng mà 7 năm rồi, Yến năm nay 14 tuổi rồi, đi lúc đó 7 tuổi rồi. Dạ lúc đó 7 nhưng mà tuổi. Bây giờ 7 năm này mỗi lần nhắc tới mẹ thì lúc nào cũng khóc hết. Cũng khóc hết, cũng dạ. Nước mắt hết. Hình bóng của người mẹ lúc nào cũng còn ở trong tâm trí con đúng không? Dạ. Ngủ qua đêm khóc khờ khờ, tôi mới thấy gì khóc vậy con. Nó nhớ mẹ nó. Đúng rồi, một đứa trẻ mà từ lúc đó 7 tuổi tới nay 14 tuổi rồi. Dạ. Nó cũng quên rồi. Nhưng bởi mà gì? Chắc rất là thương mẹ cho nên vẫn tới nhớ mẹ nó. Tới bây giờ vẫn còn nhớ. Như phải chi thà không điện cho con, không điện cho bên chồng, không điện cho mẹ chồng, không điện cho cháu, thì đừng điện cho ai hết. Để bởi mình gì? Khỏi có trong ông gì. Nhưng mà bây giờ điện cho bên nhà ngoại, điện cho mấy gì chứ nó liên hệ với chị nó hoài à. Dạ. Bởi vì cha mẹ nó chết hết rồi. Dạ. Nó còn con chị đó. Nhưng mà không có lời nào hỏi thăm con. Không. Có khi nào con thật lòng con hỏi con năn nỉ mấy gì là xin số điện thoại địa chỉ gì người ta không cho rồi. Hỏi là thử cái mẹ con bển sao, sống sao đồ gì có nói không. Mẹ gì nói mẹ đang đi làm, chừng nữa mẹ về. Làm 7 năm rồi mà. À hôm tết cái nó mới gặp tôi, cái nó nói bác hai, cái tôi nói mày con Thảo có điện gì cho mày không, nó có bác hai à. Con nói không, con gặp cái Miếng như hữu tình mà nó con không có hỏi thăm con nó tiếng nào hết trơn bác hai, nhỏ ngộ thiệt. Nói vậy, em nói gì vậy là chính người chị ruột của mẹ Yến cũng nói vậy luôn. Dạ chị ruột nó nói vậy luôn á. Nó không có hỏi thăm con, con nói vợ bà lớn hay là mập ốm gì hết trơn bác hai. Tôi nói ngộ ha. Không. Người này tự động nó nói. Dạ. Nói cái Miếng năm nay nó bự lắm mà. Còn hữu tình không biết nó có bệnh không mà sao quá ốm rồi. Dạ. Là nhỏ chị này nó thật là nghe vậy. Nếu mà nó đi làm thì 7 năm thì cũng ít nhiều cũng phải gửi tiền về dạ. Lo cho con chứ. Mà đi làm không lẽ không có tiền, 7 năm ít nhiều cũng phải đi gửi được 1-2 triệu đồ. Còn này không có đồng nào chứ, mà không có điện nữa. Không điện, không hỏi thăm luôn. Không. Bởi từ nay không biết con nhỏ này nó vô lương tâm dữ dằn lắm. Có khi nào con nghĩ con quán trách mẹ con không? Dạ. Vẫn nhớ thương mẹ thôi chứ không quán trách. Dạ. Tại vì thương mẹ là thương mẹ thôi chứ mình biết mẹ đi bỏ, biết mẹ lấy chồng khác. Nhưng mà mẹ không gọi điện về, nhưng mà không bao giờ trách mẹ. Dạ. Bây giờ đi học mai rồi
cũng phải có tiền. Đi học thì chừng 6 tháng tới 1 năm là cũng ra nghề rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình phải có mở cái cửa hàng mình mới may được, không có đi mở gì? Đi phụ cái tiệm may đi nữa, may công cho người ta nữa. Như may thấy công ha. Dạ. Ở đây mình không bán buôn bán gì được đâu cô? Không chứ. Dạ. Ở đây vẫn quay à. Không có làm gì được hết, chỉ có đi. Chỉ có đi làm mướn. Chỉ làm mướn thôi chứ không có buôn bán gì được. Mướn thì ở đây làm ruộng nữa. Đâu phải là ta mướn mình hoài đâu. Giờ bởi máy móc mặn, mặn thì nhậm được. Dạ. Tới cái ta cấy lúa xong cái cỏ lên nên ta mướn đi bằng cỏ. Dạ. Mà bị mắt tôi giờ nó chả là à. Giờ chú gì chứ đâu rõ đâu. Dạ. Bây giờ bà nội thì bệnh như vậy, con thì còn nhỏ quá cũng đâu ai mướn con làm gì đâu. Giờ cái mơ ước là muốn đi học nghề. Muốn đi học may. Muốn đi học may. Bây giờ may thì cái ước mơ và cái đam mê mình thì chú cũng không có phiên con như thế nào, nhưng mà cái ước mơ con thì con cứ cố gắng đeo đuổi thôi. Thì hôm nay theo mấy anh em chia sẻ cũng như bà con chia sẻ thì cái hoàn cảnh của ba bà cháu, mẹ thì đi lấy chồng khác ở nước ngoài dùng 7 năm mà không có liên lạc về. Cha thì có vợ nhưng mà vẫn còn tới lui, vẫn chăm sóc, vẫn gửi tiền về, như là không có chăm sóc nhưng mà gửi tiền về cho ba bà cháu, thì nó cũng hữu hỷ, cũng đỡ được một phần. Nhưng mà chắc cũng không có thường xuyên đâu hả cô, tại vì ảnh cũng có gia đình riêng mà. Có gia đình. Đám dỗ ba từ mấy năm mà nó mới về đó. Mới về năm nay á. Ảnh có vợ gần đây không cô? Đàng hoàng có vợ ở đâu cũng xa lắm. Dạ. Ba và cháu tôi nuôi hai đứa này hồi nhỏ tới giờ luôn. Vậy là từ khi vợ chồng ảnh đi là cô nuôi luôn tới bây giờ? Dạ. Là tới 5 năm sau anh mới lấy vợ. Dạ. Dạ thì hôm nay con tới đây thì trước mắt thì cũng thăm hỏi gia đình mình. Dạ. Sau đó thì cũng gửi hỗ trợ cho gia đình mình cũng như ba bà cháu ít đỉnh của chú anh chị. Dạ. Mạnh thường quân giúp đỡ gia đình. Đây chú gửi con 1 triệu ha. À, không biết 1 triệu này có đủ mình đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân con. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với cảm ơn mấy chú nhiều. Cảm ơn mấy chú Mạnh. Lỡ đây giúp vợ đỡ gia đình cho bà cháu thôi. Dạ. Thì 1 triệu này là của chú Quỳnh Phú và cô Trần Thị Mỹ. Dạ. Chú Quỳnh Phú thì ở bên Mỹ, còn cô Trần Thị Mỹ thì ở bên Canada. Dạ, cảm ơn cô chú đó rất nhiều. Dạ. Lỡ đây giúp gia đình ba bà cháu thôi. Ừ, thì không biết mình đi học mai thì đóng tiền như thế nào, nhưng mà trước mắt thì 1 triệu này sẽ giúp cho bà con bà cháu thì mua lương thực thực phẩm sử dụng trong những ngày sắp tới. Yeah. Còn chuyện học mai thì cứ đi hỏi coi người ta nhận mình rồi mình trả lương hay là như thế nào, hay là học thi công gì đó thì tính tiếp. Yeah. Chứ cái nếu mà con đam mê con thích cái nghề mai thì mình cứ đi học thôi, còn sau này thì biết đâu mình không có làm được thì cũng may giá đồ đạc trong nhà, hay là ít nhất mình cũng đi làm công ty thì cũng có tay nghề may. Dạ. Chứ bây giờ chưa đủ tuổi, con năm nay có 14 tuổi rồi, đi vô công ty thì cũng chưa có được. Mà giờ đi phụ những cái quán cà phê hay là bún bê đồ thì 15 tuổi mới bằng giấy căn cước được. 15 tuổi làm giấy căn cước được nhưng mà chưa có xin việc được cô ạ. Dạ. Dạ. Như bây giờ mình lên Yến thì đi phụ những cái quán khác thì kiểu như làm phục vụ á. Dạ. Kiểu như nào giờ mới đi học, bây giờ bước ra đời thì nó kiểu như nó cũng, chưa biết gì hết trơn. Thì cũng tội nghiệp. Dạ. Ngoài đường thì nào giờ đi học không à? Ngoài đường thì rất nhiều là cái chuyện xảy ra cho nên mình cũng không có lường trước được. Dạ. Bây giờ cô thì cô nói là bình thường là cô cũng đi làm mướn như ở chân bác người ta. Dạ, ai kêu làm gì làm nấy. Đang nuôi hai đứa đi ăn đi học. Mà tôi đã ra phiên nó hết lời, tôi nói con gắng học đi. Sau này con có chữ nghĩa rồi con ra đường con mặn ăn, không có thua chút người ta. Dạ. Mà nó nói thôi bà nội bệnh rồi con đi học gì nữa. Không có khả năng thôi, con nghỉ để em con đi học. Thành ra mới nghỉ năm nay.
Ừ, nghĩa là mới nghỉ khai giảng đây là mới nghỉ cái đợt này thôi. Dạ, thì nghỉ năm nay đó. Dạ. Bây giờ vì hoàn cảnh gì mà kêu đi học thì cũng thương bà nội, giờ bà nội lo không nổi, biết sao giờ. Nói gì? Giờ con có muốn đi học lại không? Dạ, con muốn để tiền đó cho nội đi khám bệnh hơn. Giờ muốn hân nghỉ học là để dành tiền cho bà nội đi khám bệnh. Dạ. Nhưng mà nếu có tiền thì con có muốn đi học lại không? Dạ, có. Giờ muốn đi học lại, nhưng vì hoàn cảnh của mình nên mình mới nghỉ. Dạ, đúng không? Người nghĩ rồi bạn bè thầy cô rồi có hỏi mình sao nghỉ được không? Dạ không. Cô rồi nhà trường rồi cũng không có hỏi tới. Dạ không. Ừ. Chắc cũng chưa đó, tại vì mới khai giảng đây mà, mới tụ trường đây mà. Mới tụ trường 2 tuần. Dạ, từ từ thì chắc người ta cũng phải thăm hỏi gia đình mình thôi. Dạ. Cô thấy ở đây là mình che cái chòi này là này, cái nhà hơn, kêu là cái nhà, kêu nhà cái chòi. Nhà ba bà cháu. Dạ. Con thấy có chút xíu đây là mình đó giờ mình che mình ở đây hay sao? Ở đây luôn đó chú. Dạ. Yeah. Thì hồi đó mấy đứa này còn nhỏ nè, hồi đó hôm trước nó đi ghe. Dạ. Đi ghe, ghe một cái đầu mở gỡ ở nhà, chìm lên chìm xuống. Thì ghe là mình sống với ghe hay sao con? Dạ, sống với ghe. Dạ. Yeah. Không có đất cát chứ. Cái mở vợ chồng con cái nó kéo lên Sài Gòn sống. Dạ. Yeah. Rồi tới mà nhỏ này tới tuổi đi học mà tôi mới về đây. Dạ. Yeah. Nãy giờ con tới đây mà không biết ông nội Yến sao cô? Có vợ khác chứ. Là ông nội cũng có vợ khác nữa? Dạ. Có lâu rồi. Rồi có tới lui về mình không cô? Không. Không tới lui luôn? Không. Lúc có vợ là chắc có biến chưa cô? Có à. Dạ. Có hết trơn hai đứa. Dạ. Vậy là lúc ông nội cũng đi lấy vợ khác. Ừ. Rồi bây giờ mẹ cũng đi nước ngoài. Ừ. Lấy chồng khác. Rồi cha thì có vợ khác. Cũng mình ơi, anh tôi là giờ mình nên cô hy sinh cho hai đứa cháu tôi. Dạ. Kệ, sống ngày nào thì lo hai đứa cháu tôi ngày nấy. Chứ giờ sao vậy? Giờ thời gian tới là mình tính đi làm gì cô? Thì tôi uống thuốc mang cho hết khỏe khỏe lại thì xuống chợ hỏi rửa chén này kia. Nè, những cái quán ăn đó. Dạ. Quán cơm, quán bún rồi đó. Đây mình đi chợ sao không cô? Cây mấy hay cây số, mấy Yến chợ. Chạy xe đạp. Đạp hả? Biết chạy xe đạp. Mượn xe của bà con chạy đi. Chở đi. Con thì con có lời khuyên chân thật như vậy. Dạ. Cô á, nếu mà cô khỏe là cô đi phụ quán rửa chén rửa bát gì đó. Dạ. Nên dắt biến theo. Dạ. Chứ cái tuổi này cũng phải có người lớn kèm cặp. Bởi vậy. Chứ không đi học thì ở nhà nó cái kiểu như là bạn bè đồ rủ ghê đồ này nọ thì nó với gái mà ở nhà mình nên cũng nguy hiểm. Dạ. Đi theo để mình cho học bé hỏi. Nó dạng dĩ học. Dạ. Hỏi thêm cái công việc chứ cái làm công giờ việc. Nó chưa có ra đường làm gì chứ. Dạ, cái công việc đó không phải là mình làm cả đời nhưng mà ít. Dạ. Ra nó cũng phải va chạm để biết ở ngoài xã hội như thế nào. Dạ. Kiểu như là cho nó tiếp xúc cho nó dạng hơn chút xíu. Dạ. Rồi sau đó là mình lớn chút nữa mình mới tìm công việc khác được. Dạ thì hôm nay con tới đây thì thăm gia đình. Dạ. Cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị nhà hảo tâm, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của ba bà cháu ở đây. Hôm nay còn một cháu nữa rồi đi học rồi cô chú anh chị. Đi học rồi. Cũng thay lời gia đình ba bà cháu cảm ơn chú Quỳnh Phú và cảm ơn cô Trần Thị Mỹ rất là nhiều. Đã giúp đỡ cho hoàn cảnh ba bà cháu ở đây. Dạ, con cảm ơn. Tôi cũng cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ. Giúp ba bà cháu tôi. Dạ. Rồi con chào cô nha, chú chào con nha. Dạ, chào chú. Dạ, chúc con cố gắng với cái đam mê của mình. Mặc dù chú thì chú biết cái nghề may thì nó cũng không phải là chú chê cái nghề nhưng mà bây giờ mình thích thì mình cứ đi học thôi. Dạ, con cảm ơn. Ừ. Rồi chú chào con nha, cố gắng lên nha. Dạ con chào cô ạ. Dạ chào mấy chú. Dạ tới đây thì Hồng Cao Vlog cũng như Mr. Nhật xin chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Chào cô chú anh chị ạ.